đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương tại hội chợ hè Seattle. Đông đảo lượt giáo dân và đồng hương trong tiểu bang Washington đã chung vui trong hội chợ hè do giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle tổ chức trong 3 ngày cuối tuần cuối tháng 8 2013 tại khuôn viên giáo xứ Công giáo Việt Nam Tukwila. Sau đây là phần chia sẻ của linh mục và sứ ngôn viên Diệu Quyên. Kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là lần đầu tiên Diệu Quyên có mặt tại thành phố Seattle, nơi mà Diệu Quyên được đến để mà giúp cho giáo xứ kỷ niệm 20 năm xây dựng hội thánh ở đây. Thì bên cạnh Diệu Quyên đây thì có cha Hải Đăng, cha cũng là một linh mục trong chương trình ngày hôm nay. Diệu Quyên xin được hỏi cha, thưa cha, tâm tình của cha như thế nào, chia sẻ với quý vị khán giả ngày hôm nay. Kính thưa chị Diệu Quyên, kính thưa quý vị khán thính giả của đài SBTN. Chị Diệu Quyên cũng như tôi là linh mục Hải Đăng, lần đầu tiên làm chung chương trình hội chợ hè của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tôi được biết được rằng giáo xứ đã làm việc này đã được 20 năm qua, và đây là lần đầu tiên tổ chức tại một nơi của đất mà với sự quảng đại giúp đỡ của các giáo dân trong giáo xứ, cho nên giáo xứ Các Thánh Tử Đạo đã mua được khu đất này. Và trong tương lai, với chủ đề ngày hôm nay là tương lai đầy hy vọng, chúng tôi cũng hy vọng được là một ngày gần đây thôi thì giáo xứ Các Thánh Tử Đạo sẽ được xây một cái ngôi nhà thờ thật là khang trang, và nơi đây sẽ có nơi trường học để cho các em học Việt ngữ, và chúng tôi có thể sống đạo và là nơi có thể truyền bá cho vấn đề văn hóa cũng như là dân tộc Việt có những cái truyền thống tốt đẹp để các em theo chúng tôi. Dạ vâng. Thưa cha, được biết là đêm hôm nay cũng là đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương, thì cha cho chúng tôi biết thêm về cái ý nghĩa của cái đêm thắp nến này, thưa cha. Dạ thưa, chúng tôi là những người Công giáo, chúng tôi không có gọi là bất bạo động, bởi vì chúng tôi học theo gương của thầy Chí Thánh, đó là Chúa Giêsu. Thành ra Chúa Giêsu tới và dạy cho chúng tôi phải yêu thương mọi người và yêu thương luôn cả kẻ thù nữa. Cho nên chúng tôi không có dùng súng đạn để chúng tôi đấu tranh, thế nhưng chúng tôi dùng những lời nguyện và chúng tôi thắp những ngọn nến để chúng tôi cùng hiệp thông với quê hương đất nước trong lúc này. Và đặc biệt là khi nói tới đất nước quê hương của chúng ta thì đồng bào của chúng ta đang gặp khó khăn, đồng bào của chúng ta đang gặp những chuyện này chuyện khác, thế nên chúng ta là những người đồng hương và chúng ta có thể góp một bàn tay bằng cái đốt những ngọn nến và chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quê hương đất nước, cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam. Vâng, thưa cha, kính thưa quý vị, nói đến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thì chúng tôi một lần nữa yêu cầu quý vị cùng với chúng ta mỗi người một lời cầu nguyện cho giáo xứ cũng như là cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam cho chúng ta sớm được ngày thanh bình. Thưa cha, giáo xứ tổ chức trong 3 ngày, thì trong 3 ngày như thế này, giáo dân tới đây ngoài vấn đề mà tham dự thì còn có những cái thắng lợi đặc biệt nào, thưa cha? Dạ, thưa chị Chủ Nguyên, cũng như là ngày hôm qua có Đức Giám Mục Phó của Tổng giáo phận Seattle có tới, và chúng tôi đã kỷ niệm 25 năm phong thánh, cho nên ngày hôm qua rước kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam và giáo dân tham gia cũng rất là đông. Và đặc biệt ngày hôm nay, thánh lễ ngày hôm nay để cầu nguyện thì bên này chỉ như chị Diệu Quyên thấy đó, là giáo dân và đồng thời các đồng hương Việt Nam tới đông lắm, bởi vì họ biết được ngày hôm nay chương trình lần đầu tiên ở đây tổ chức rất đông, rồi có các ca sĩ và đặc biệt nữa là chương trình thắp nến nguyện cầu nữa, cho nên cái đó là cái điều mà trong vừa qua chúng tôi biết rằng có sự mất điện và gặp trục trặc kỹ thuật một tí, thế nhưng đồng bào vẫn sẵn sàng ngồi chờ đợi, cho nên chắc chắn cái giây phút mà giống như nhiều người nói, không phải là họ đợi ca sĩ, tại ca sĩ có thể nghe hát ở đâu cũng có, thế nhưng mà đặc biệt cái lòng yêu nước, và trong lúc này họ muốn hòa cùng nhịp đập với những dân ở Việt Nam để cùng thắp nến nguyện cầu, cầu cho quê hương được an bình, cầu cho quê hương được thoát khỏi những ắt của xâm. Thưa quý vị, cha cũng phải ngoài ra là ca sĩ, và cha cũng còn là một ca sĩ sáng tác, ca sĩ hát nhạc đạo và nhạc thủ linh ca của cha ngày hôm nay với khán giả tại thành phố Seattle cũng như là khán giả của SBTN. Con mời cha gửi một bài hát đặc biệt tới quý vị khán giả SBTN. Dạ được, chắc chắn là nếu mà bây giờ tí nữa âm thanh và âm nhạc bắt đầu lại thì Hải Đăng sẵn sàng hát một bài nào đó để gửi tới cho tất cả toàn thể, không những chỉ quý vị ở Seattle nhưng mà quý vị Việt Nam trên toàn thế giới, thì quý vị lắng nghe và coi đài SBTN. Cảm ơn cha và cảm ơn quý vị khán giả của SBTN rất nhiều. Phạm Bảo Đôn thực hiện trong đêm thắp nến từ hội chợ hè Seattle.